Why don't you? Tìm thật kìa. Cái con vàng của nhà ông nào không dám xuống kìa. Thôi lợn chết rồi. Lo hết cả ruột ra rồi. Để ra. 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 Đúng rồi. Thôi. Tụ. Thôi. Ra. Mẹ 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 ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài hết. Tụ ra. Ôi quá đấy mà lỗ nghe nhỉ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đã chưa. Cần rách cổ chết rồi. Ồ rồi. Quay quay quả vết thương. Mẹ ra ngoài. Tụ. Ra. Ra. Ôi. Ra ngoài. Tụ. Đâu rồi? Vào là chi tiết đấy à? Rồi. Vào đúng đầm. Chết rồi. Chết máu. Quay cuồng rồi. Kinh nhỉ, mẹ đúng là. Không sao đâu, không sao. Phải ra đây nhỉ? Phải ra đây mới lôi con quay. Tô, đúng rồi. Con 60 cân về cho nó vẩn cái này bé quá. Con này nó khoảng bao nhiêu cân này nhỉ? Đúng rồi. 45 cân. Đúng rồi. Thế là cháu thần của mình. Ngoài nó đi rồi anh ơi. Rồi mẹ đi rồi. Tôi lôi nó về đây. Thuận vào này. Lôi lợn ra đây. Lôi hai cái chân nó đi anh Trung, anh Trung. Anh mình quay nó lại bò vào rồi anh. Men. Đừng anh ơi, mẹ lên mẹ. Anh ơi thôi nó thôi nhá. Mẹ ra ngoài. Mẹ ra ngoài. Mẹ mày cổ lợn lại vòng sắp lô tiếp mẹ ơi. Thôi nhá. Ra ngoài. Tô. Bố ruột rồi. Mình em ăn mà. Lấy ra anh ơi, cho anh Tùng anh gì đó. Để đây mang này. Nào. Mẹ. Nào. Mẹ. Ôi rửa lên đi mẹ. Nhìn đồ chứ anh. Ôi. Anh này, đi đây này. Ôi. Mẹ. Sau khi phải chuẩn bị rồi. Ôi nhá. Hai ba con. Thế thì chúng nó sâu xé vào. Ôi, ta ra nó sâu đây này. Ôi, nó không đứng được lại đâu thôi. Đừng cho nó cắn nữa. Kinh hôm nay đội đen á. Đủ đèn á quá nhỉ. Đủ đèn. Ôi, tránh ra cho đen nó vào, nó làm lại phát. Đây là ông nào vào màu đen đó. Đen. Ngày mai phải ủ với đen. Đen. Hôm nay ăn xe xe được. Đen đây. Bùn. Cái lợn này bé quá. Đen vào đi. Bữa nay gọi con to rồi nhưng không có. Trước bảo là con một tạ cơ mà đúng không anh? Toàn không thầm. Ngon tạ. Lòi đít rồi, lòi hết rồi đít. Rồi, đen rồi. Đùi vàng lại chảy gì nhỉ? Vẹn lại quý gì nhỉ? Đúng rồi. Cái sao to hơn 4 lợn rồi. Thôi anh ạ. Cái sao cô? 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 Cái sao cô?